Bão số 3 và hoàn lưu sau bão có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa. Mưa lớn sau bão đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo đó, hiện đã có khiến 181 người chết, mất tích và 752 người bị thương. Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 48.337 nhà ở bị hư hỏng và hàng trăm nghìn hecta lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm bị thiệt hại. Hiện bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Song hoàn lưu của bão còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 11 tháng 9 cho các tỉnh Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc. Cũng tại Yên Bái, nước lũ trên sông Hồng dâng cao đã làm cô lập nhiều khu dân cư. Nhiều người dân cho biết chưa bao giờ họ chứng kiến cảnh tượng nước lũ dâng cao và chảy xiết như bây giờ. Nhiều người dân đã phải tháo chạy khỏi nơi cư trú trong sợ hãi. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Trạm thu phí cao tốc nút IC14 đoạn qua địa bàn huyện Văn Yên bị ngập sâu hàng mét nước. Nhiều phương tiện phải quay đầu hoặc đỗ tạm dọc đường chờ nước rút như thế này. Để di chuyển vào bên trong thị trấn Mậu A, người dân chỉ còn cách chèo thuyền. Anh Nguyễn Quang Minh và vợ có mặt tại trạm thu phí từ sớm. Nước lũ lên nhanh nên anh phải đưa vợ đi xin sớm hơn dự định ban đầu. Thì tình hiệp lụt dưới chỗ nhà ở tôi là ngập hết đường rồi, bây giờ không đi được, bây giờ phải đi bằng thuyền. Vợ em thì dự sinh là 3 ngày nữa nhưng mà em đi trước, nếu ở nhà không đi được. Tôi cũng mong là tình hiệp lụt sẽ giảm đi chứ không bây giờ bà con nhân dân rất là khổ. Nhiều người dân cũng bày tỏ lo lắng, bất an khi chứng kiến dòng nước lũ ngày càng dâng cao. Theo họ, chưa năm nào huyện Văn Yên bị ngập sâu đến thế. Cái địa bàn thị trấn huyện Văn Ninh, thị trấn Mậu A này thì cũng đang có rất là nhiều điểm cô lập, phải đến 6-7 điểm, và cũng có những cái điểm mà hiện tại là không tiếp cận nữa. Nó quá là kinh khủng, bởi vì là từ khi mà có nước lớn là gần như là dân không ai dám ngủ. Ngoài việc chở người dân, những chiếc thuyền cũng được huy động tối đa để vận chuyển nước uống, mì tôm, nhu yếu phẩm cần thiết vào các vùng ngập lụt trên địa bàn huyện Văn Yên. Nên nhanh hơn mọi năm, mà thường thường là hay về đêm là nhiều, nên là bà con không thể chống đỡ nổi. Công tác chở đồ cứu trợ cho bà con thì chỉ chở được nguyên hàng thôi. Từ sáng đến thời điểm bây giờ là tôi chở được khoảng 5 chuyến. Do ảnh hưởng của nước sông Hồng dâng cao trên báo động 3 đã gây ngập úng lớn, chia cắt nhiều thôn, tổ, hộ gia đình. Hàng loạt tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn thành phố Yên Bái đang bị ngập sâu từ 3 đến 4 mét như thế này. Cá biệt có những nơi bị ngập từ 5 đến 6 mét. Giữa mênh mông biển nước, người dân đã phải chuyển mọi sinh hoạt lên tầng 2 và tầng 3. Tuy nhiên, mực nước đang dâng cao lên mỗi ngày, khiến cho người dân lại càng bất an và lo lắng hơn trong chính ngôi nhà của mình. Nhà ở đây là ngập rất là sâu và cuộc sống bị xáo trộn, bây giờ trong nhà là ngập hơn 3 mét. Năm nay hơn 50 tuổi nhưng mà chưa bao giờ tôi chứng kiến một cái cảnh nước nó lên nhanh như thế này. Chiều mùng 10 tháng 9, khi mực nước ngày càng dâng cao, nhiều người dân đã phải tháo chạy khỏi ngôi nhà đang sinh sống. Sợ rồi chứ không phải là sợ. Đấy, nên là vì cuộc sống bây giờ thì như hôm nay thì tôi đúng là không còn gì để nói nữa rồi. Nước còn tiếp tục lên và dự báo người dân sẽ có một đêm trắng để chạy lũ. Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề tại các địa phương. Hiện đã có hơn 150 người chết và mất tích, hàng chục ngàn ngôi nhà bị hư hỏng cùng với hàng ngàn hecta hoa màu bị ngập lụt. Ghi nhận của VTC14 tại Bắc Giang. Sau khi mất mùa vải, gia đình anh Chu Văn Trung đặt hy vọng vào vườn táo năm nay có thể kéo lại. Thế nhưng, sự hy vọng ấy đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, khi giờ đây hoa màu mất trắng. Sau cơn bão đi qua thì từ nhà cửa, cây cối hoa màu gần như là mất hết, không còn gì. Gia đình nhà bà Chu Thị Hy là một trong những hộ nghèo. Hoàn lưu sau bão số 3 đã khiến cho ngôi nhà của bà bị tốc mái, phải di rời sang khu vực khác để tránh trú.
Nhà đổ trong mái rồi, bây giờ con không có chỗ ở, nghèo cá nghèo, bà bảo mày cá nghèo này mày kiếm sang nhà tắm bà ở thôi, không có thể bà giúp thế nào được rồi. Bây giờ chỉ nhà nước yêu cầu hỗ trợ cho một. Thôn Khuyên Kéo, xã Biển Động có 172 hộ dân, đa số là hộ nghèo. Trước bão số 3, địa phương đã lên kế hoạch di rời 20 hộ dân. Hiện nay thì đối với địa phương thì thôn Khuyên Kéo là chúng tôi hiện nay là đang liên lạc để thực hiện là xem việc thiệt hại. Thế còn về những cái thôn mà không bị chia cắt thì chúng tôi đã kịp thời hỗ trợ những cái gia đình mà bị tốc mái, rồi những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn thì đều là hỗ trợ bằng gạo, rồi mì tôm và nhu yếu phẩm để bà con ổn định cuộc sống. Thế và cũng đã cùng với các lực lượng là hỗ trợ nhân dân dọn dẹp rồi chặt cây xanh. Thế đặc biệt là những cái khu vực bị hư hỏng thì chúng tôi đã bố trí tất cả các lực lượng để bảo vệ canh gác không cho người phương tiện đi qua để ảnh hưởng đến tính mạng. Đối với những cái khu vực sạt lở thì chúng tôi trên địa bàn xã là có 3 điểm sạt lở. Một là cái quốc lộ 31 bây giờ bị sạt lở rất là sâu thì chúng tôi đã bố trí lực lượng canh gác từ mấy ngày nay. Thế rồi đường trục lên xã Kim Sơn thì cũng đã sạt lở dọc bờ sông, đã lướt đánh vào hầm ếch cũng rất là nguy hiểm, chúng tôi đã bố trí lực lượng. Mưa lũ cũng khiến cho nhiều khu vực bị sạt lở. Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại điểm sạt lở ở thôn Đồng Man, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Ở đây thì điểm sạt lở đã xảy ra từ tối hôm qua. Hiện lực lượng chức năng thì đang khắc phục sự cố để có thể lưu thông được giao thông trên tuyến đường này. Xác định có khu vực sạt lở tại tuyến quốc lộ 31 thuộc xã Biển Động. Thì lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện cũng như lãnh đạo Ủy ban Nhân xã, các cơ quan chức năng đã tiến hành gọi máy cũng như các điểm sạt lở để tiến hành múc đất cũng như san lấp lại các khu vực khắc phục để cho người dân tham gia giao thông bình thường. Để sớm ổn định cuộc sống của người dân, hiện tỉnh Bắc Giang đang tích cực thống kê, kiểm đếm thiệt hại để sớm hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ. Còn tại tỉnh Thái Nguyên, mực nước sông Cầu đã vượt qua mức báo động 3, khiến nhiều hộ dân ở thành phố Thái Nguyên ngập sâu trong nước. Đây được coi là trận lũ lịch sử đối với người dân Thái Nguyên trong mấy chục năm gần đây. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Nước ngập rất là cao và ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân ở đây. Và theo người dân cho biết thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà người ta thấy một trận lũ nó lớn thế này. Và cuộc sống của người dân ở đây vẫn vô cùng khó khăn. Đã mấy ngày hôm nay, ông Lê Văn Thọ ở phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên mới được cầm chổi quét sàn nhà tầng 1. Tuy nền nhà của ông khá cao so với mặt đường, nhưng nước lũ về nhanh khiến ông và nhiều gia đình không kịp trở tay. Bao nhiêu năm ở Thái Nguyên rồi thì có lẽ lần này mới thấy là ngập rất sâu và rất nhanh. Ví dụ như nhà tôi cái năm 2001 còn cách nền nhà 20 phân nữa, nhưng năm nay thì nó vào trong nhà khoảng 60 phân. Thế mà khi lũ lụt xảy ra này thì ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bà con, cũng như là thiệt hại rất lớn về tài sản, tại vì không kịp chạy. Đi sâu vào khu dân cư phường Quang Vinh, nước còn ngập sâu và chảy xiết hơn. Những ngôi nhà ngập sâu trong lũ, những chiếc ô tô là tài sản lớn nhất của nhiều gia đình, giờ đây chìm trong nước khiến nhiều người không khỏi xót xa. Cũng mắc kẹt ở trong đấy được 2 ngày rồi và 2 ngày nay thì nhà em nước dâng đến tận gần đến tầng 2 và cũng gần như là như ngày đầu ngập thì nhà em không có thực phẩm gì để ăn uống luôn bởi vì là không kịp chuẩn bị ý ạ. Ngày hôm nay, mặc dù lũ trên sông Cầu đã giảm dần, nhưng hàng nghìn hộ dân ở 22 phường, xã của thành phố Thái Nguyên vẫn bị ngập sâu trong nước từ 1 đến 1,5 mét. Nhìn nhân dân ở đây cũng rất là thương, thật sự như vậy. Thương lắm đấy chị ạ, chứ không phải là công thương đâu, thực ra là như vậy. Mọi người đứng trên nóc nhà như này, bản thân bố mẹ tôi cũng được, nhà tôi cũng ngập, nhưng mà hôm nay thì hai anh em trai tôi là đều cũng ra đây là cùng với phường ngập bên đây. Thì đấy là tôi thì cũng hết sức là phải chia sẻ cùng nhau đồng hành đoàn kết để được cho hoàn thành nhiệm vụ và trải qua cái sự lũ lụt này. Là lực lượng cứu nạn cứu hộ di rời dân ở vùng lũ là thực hiện 24/24 không nghỉ và di rời được khoảng độ trên dưới 10.000 dân ra khỏi cái vùng nguy hiểm. Cho đến hiện tại thì nước lũ cũng đang chứng lại và có triệu chứng rồi và có cái hiện tượng là rút. Thì cái này thì hiện nay chúng tôi vẫn tiếp tục là có cái lực lượng cứu hộ vào những cái vùng nguy hiểm.
Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn đang tiếp tục hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản, vật nuôi ra khỏi khu vực bị ngập. Cùng với đó là ưu tiên người già, trẻ nhỏ ra khỏi vùng ngập lụt, tiếp tế đồ ăn cho những người bị mắc kẹt trong vùng nước lũ.